2-3 tháng chạp, cứ dọn ban thờ, tỉa chân nhang để chỗ này, sẽ được thần tài ban lộc, tiền về như nước, cả năm giàu sang phú quý. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan niệm của thế giới tâm linh phương Đông, thì bàn thờ là cái nơi hiện diện của thần linh, gia tiên. Đây không chỉ là cái nơi để thờ cúng tổ tiên, mà còn là một trong những cái nơi giúp chúng ta thu hút thêm cái may mắn tài lộc và cái hồng phúc cho cả gia đình. Chính vì vậy, cái việc dọn dẹp ban thờ không phải là cái công việc đơn giản. Hàng năm, trước khi bước vào cái năm mới, các gia đình Việt thường có một cái nghi lễ rất quan trọng, đó là cái lễ lau rửa bát hương, rút chân nhang và dọn dẹp ban thờ, theo Phật giáo gọi là cái lễ bao sái. Đây là cái dịp để gia chủ lau dọn lại cái khu vực thờ cúng, chuẩn bị đón cái năm mới. Vậy thì đâu là cách rút chân nhang và lau dọn bàn thờ đúng đắn nhất đấy, giúp cho quý vị thu hút được cái tài lộc may mắn được dư giả hơn? Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ về cái vấn đề này. Thưa quý vị, rút chân nhang lau dọn bàn thờ vào cái thời điểm nào chuẩn nhất để mang lại cái giàu sang may mắn suốt cả một năm? Một trong những cái điều mà hầu hết các gia chủ đều quan tâm là tỉa chân nhang xong thì cái chân nhang cũ ấy, chân nhang cũ chúng ta vứt ở đâu? Thì đây là một việc tuy đơn giản nhưng mà không phải ai cũng biết. Nếu chân nhang được tỉa và xử lý đúng cách sẽ giúp cho gia chủ có được cái may mắn và cái tài lộc. Ngược lại, nếu vứt chân nhang bừa bãi thì có thể phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh, khiến cho gia đạo bất an, tài lộc thì bị tiêu tán. Vậy thì cái chân nhang sau khi rút khỏi cái bát nhang cần được xử lý như thế nào? Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết với quý vị để quý vị không phạm phải những cái điều cấm kỵ trong tâm linh. Trước khi đi vào cái phần là tỉa chân nhang xong xử lý thế nào và đặt ở đâu để được cái may mắn ấy, thì đầu tiên chúng ta cũng hãy lắng nghe về những cái giải pháp xoay quanh cái việc là rút tỉa chân nhang và bao sái ban thờ làm sao cho chuẩn xác. Đó. Một là có nên rút chân hương trên ban thờ tổ tiên hay là không? Thưa quý vị, không ít người có quan niệm rằng bát hương đầy đặn chân hương ấy, thậm chí là tùm thì càng linh thiêng, càng nhiều tài lộc. Họ không có thói quen rút tỉa chân nhang định kỳ mà để cho chúng tùm. Chân hương sau khi cắm lên thì chân hương trước sẽ tầng tầng lớp lớp, năm này qua năm khác sẽ được đầy lên. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, theo các chuyên gia tâm linh học thì cái việc tỉa chân nhang là một trong những cái việc quan trọng trong khâu dọn dẹp ban thờ mà quý vị không thể bỏ qua. Cái việc để bát hương quá đầy không chỉ khiến cho cái bát hương nó bị rác, bàn thờ sẽ bị bụi bặm bụi bẩn mà còn tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ cao liên quan đến việc là hỏa hoạn. Vậy nên quý vị cần phải cẩn trọng. Bên cạnh đó, các chuyên gia tử vi học tâm linh cũng cho rằng đấy, cái việc không tỉa chân hương để bát hương quá đầy khi mà thắp hương ấy, thì cái nén hương tiếp theo sẽ không cắm được vào cái bát hương đấy, và sẽ đè lên cái chân hương trước. Như vậy, cái việc thắp hương sẽ không còn ý nghĩa. Hơn nữa, cái bát hương mà có chân hương cao sẽ giống như một cái cột che mất tầm mắt của thần linh. Cũng giống như là chúng ta ngồi mà bị có cái vật gì đó che ngang tầm mắt này, sẽ cảm thấy là gì? Rất vướng víu và khó chịu. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là thời điểm nào là cái thời điểm tốt nhất để lau dọn bát hương? Thưa quý vị, thì ngoài cái dịp 2-3 tháng chạp, ngoài cái dịp cuối năm ấy, thì cái thời điểm lau dọn tốt nhất thì tùy theo nhé. Không nhất thiết phải đợi đến gần Tết thì mới tỉa chân hương và lau dọn bàn thờ. Cái việc rút tỉa chân hương và lau dọn bàn thờ ấy, lúc nào cũng được. Quý vị hãy chọn ra cái thời điểm phù hợp, chọn ra ngày lành tháng tốt đấy, thì những cái ngày lau dọn bát hương, tỉa bàn thờ, tỉa chân nhang thì cũng đã được Tử Thông chia sẻ trong các video. Thì quý vị có thể theo dõi trên kênh Đạo Sĩ Tử Thông để biết được những ngày nào tốt lành để chúng ta tiến hành công việc tỉa chân nhang, lau dọn bàn thờ, bốc bát hương cũng như là hàng loạt các việc tốt khác. Quý vị cũng không phải là đợi đến dịp gần Tết như là dịp cúng ông Công ông Táo vì lo phạm phải những điều đại kỵ. Gia chủ hoàn toàn có thể chọn những cái ngày lành tháng tốt để tiến hành rút bớt chân hương, miễn sao thực hiện với cái tâm thành là được. Bên cạnh đó thì nếu mà trong năm ấy mà chân hương quá tùm thì gia chủ hoàn toàn có thể là chọn những cái ngày cắt lành để tỉa chân hương.
Cái điều này cũng giúp cho tránh hỏa hoạn khi mà thắp hương. Hơn nữa, chỉnh trang lại cái bát hương được đẹp đẽ để tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên là cái điều mà quý vị nên làm. Trong trường hợp không quá nhiều chân hương thì có thể vào cái dịp cuối năm, theo tục lệ cũ phép xưa thì cũng không lo phạm đại kỵ. Về cái vấn đề này thì quý vị nên nhớ là khi nào thấy cái ban thờ nó được trang nghiêm thanh tịnh thì nên lau dọn ngay, hoặc là có thể là đặt lịch lau dọn định kỳ, chứ không nhất thiết phải đợi đến cuối năm nhé, quý vị nhớ đấy. Thưa quý vị, nhiều nhà thắp hương hàng ngày nên cái bát hương sẽ nhanh đầy. Cái việc tỉa chân hương có thể làm hàng tháng hoặc là 2-3 tháng làm một lần để giữ cái mỹ quan, giúp cho cái ban thờ nó được sạch sẽ sáng sủa. Cái điều quan trọng ấy là khi thực hiện cái việc này thì quý vị cần phải làm một cách thành tâm, nghiêm túc để thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với người trên. Thứ ba là rút chân hương thế nào mới đúng cách. Quý vị thân mến, trong trường hợp nhà mà có 2 hoặc 3 ban thờ, như ban thờ gia tiên, ban thờ Phật, ban thờ cúng thần linh hoặc là ban thờ thần tài, thì đều phải tỉa chân hương. Trước khi mà rút chân hương thì quý vị cũng nên chọn một cái ngày tốt lành, sau đó thắp hương xin phép để lau dọn bàn thờ, sái tịnh bàn thờ, tỉa chân nhang, xin phép thần linh tổ tiên cho mình được thực hiện cái việc này. Sau khi mà lau dọn bàn thờ thì cũng phải cần phải làm cẩn thận đấy, tỉa hết chân hương bẩn cũ đi, rồi lau chùi bát hương sạch sẽ bằng cái nước thơm nhất tâm hương. Đó. Cái nước thơm nhất tâm hương thì là một cái nước chuyên dùng để thay thế cho cái ngũ vị hương đấy, lùng để dùng để lau dọn bàn thờ. Nước sẽ bao gồm cái ngũ vị hương như là thảo dược, như là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bồ hoàn, chanh xả. Nó có tác dụng là làm tẩy sạch các vết bẩn bụi trên đồ thờ cúng, trên bát hương, đấy, trên tượng đồng và trên các đồ vật phong thủy khác. Nó tẩy rửa trên các bề mặt men, gỗ, đồng, da, nhựa và kim loại. Bên cạnh đó, nó cũng làm sạch cái không khí phong thờ, ngăn ngừa cái nấm mốc, vi khuẩn, đuổi côn trùng như là rán, muỗi, đó. Giúp cho cái không gian thờ cúng nó được hanh thông, mang lại cái vượng khí cho cái ban thờ. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên sử dụng một cái khăn sạch để lau ban thờ nhé. Đấy, khăn sạch để lau ban thờ. Và để cho cái ban thờ nó được gì? Sạch sẽ, thơm tho. Đón các cụ về ăn Tết trong năm mới được gì? Thơm tho sạch sẽ ấy, thì các cụ sẽ ngự lại lâu hơn và sẽ ban phát tài lộc cho nhiều hơn. Đó. Đó là cái nước nhất tâm hương. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái nước nhất tâm hương nhé. Mỗi một chai nước thì đều được tặng quý vị kèm theo một cái khăn sạch để quý vị có thể tiến hành công việc lau dọn bàn thờ cho nó được chuẩn chỉ. Cái khăn này cũng rất là quan trọng. Quý vị không nên dùng cái khăn cũ, khăn bẩn hoặc là khăn bỏ đi để mà lau bàn thờ, mà tốt nhất nên dùng khăn mới thì cũng sẽ được tặng kèm với cùng với chai nước nhất tâm hương đó. Quý vị thân mến, khi mà bát hương đầy đặn ấy, ngay ngắn trong năm ấy, quý vị cũng cần phải kiểm tra nhé. Lưu ý là trong cái việc tỉa chân nhang ấy, thì quý vị cũng kiểm tra ngay cho tử thông là trong cái bát hương nhà mình có cốt thất bảo hay chưa. Đó. Khi mà cái bát hương mà có cốt thất bảo ấy, thì cái việc thờ cúng nó mới được linh ứng hơn. Đấy. Giúp cho cái việc thờ cúng nó được trọn vẹn, chuẩn chỉ và không phạm phải những điều đại kỵ. Bên cạnh đó, khi mà cái bát hương nó có cái thất bảo thì nó mới lưu giữ được cái linh khí, lưu giữ được cái lời nguyện cầu, cũng như là lưu giữ được cái linh khí của thần linh gia tiên ngự được lâu hơn và không bị cái tà ma uế khí nó xâm phạm đó. Và cái thất bảo này khi mà để trong bát hương để càng lâu thì cái bát hương nó càng linh đó, và lời cầu khấn nó sẽ được gì, càng ngày nó sẽ được càng được hiệu quả và được bề trên tiếp nhận đó. Quý vị có thể thỉnh cái gói thất bảo này trong dịp cuối năm cũng là một cái thời điểm tốt lành để cho quý vị tiến hành cái nghi lễ đó là lau dọn và bốc lại bát hương. Thì nếu như bát hương chưa có cốt thì quý vị hãy thỉnh ngay một cái gói cốt thất bảo về bốc lại bát hương, giúp cho bát hương nó được linh ứng hơn, để cầu gì được nấy. Bên cạnh đó thì cái việc bốc bát hương bao sáng ban thờ thì cũng không thể thiếu được cái cho nếp và cái ngũ vị hương đó. Và đặc biệt trong dịp Tết thì có một cái ngày cực kỳ đặc biệt, đó là cái ngày vía thần tài. Thì cái ngày vía thần tài ấy, thì quý vị cũng có thể sử dụng một cái gói gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài là gạo được sử dụng từ các hương liệu, đấy, hương liệu đá tự nhiên. Khi mà rắc vào bát hương ấy, thì nó cũng sẽ giúp chiêu tài cho bát hương. Đặc biệt là quý vị rắc vào những ngày sau này, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết này. Cái ngày mùng 10,
Đó, ngày mùng 10 là ngày vía thần tài, ngày rằm tháng giêng, ngày 15 tháng giêng là ngày gì? Tết Nguyên Tiêu. Đó, ngày rằm tháng giêng. Thì đó là những cái thời điểm tốt nhất để quý vị chiêu tài cho bát hương, chiêu tài cho cái ban thờ nhà mình bằng cách sử dụng một cái gói gạo vàng thần tài để chiêu tài cho bát hương nhá. Đó. Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói gạo vàng thần tài nhé, cũng như là các đồ bốc lại bát hương để cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Cái dịp cuối năm là cái thời điểm thuận lợi nhất để bốc bát hương, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ lưỡng chi tiết về cách bốc bát hương cũng như là lau dọn bàn thờ trong những cái ngày Tết, giúp cho quý vị được có một được 10 năm may mắn, bình an, tài lộc dồi dào. Thưa quý vị, sau khi mà lau dọn bàn thờ xong, tỉa chân nhang và bốc lại bát hương xong ấy, thì quý vị nên sắp bát hương đầy đặn ngay ngắn, không nên để bát hương có quá nhiều hoặc là quá ít cho. Đấy. Hoặc là gì? Không nên để bát hương bị siêu vẹo. Khi mà đặt lên thì quý vị cũng đặt nhá, theo thứ tự là gì? Nếu mà ba bát ấy, thì quý vị đặt bát ở giữa trước là bát thần linh, bát bên phải là bát gì? Bát bên phải theo hướng mình đứng cúng ấy là bát gia tiên, và bát bên trái theo hướng mình đứng cúng là bát bà công mãnh. Một câu hỏi là đặt ra là gì? Chân hương được tỉa xong thì vứt ở đâu? Thì cái số chân hương đã được tỉa thì quý vị sẽ hóa cùng vàng mã sau cái lễ cúng. Đó, sau lễ cúng. Đó. Và cái tro đó thì quý vị cũng sẽ đổ xuống sông hoặc là vùi vào gốc cây, bón cho cây để được gì? May mắn hơn. Quý vị cũng nên chọn cây to khỏe. Đấy, bởi các cây non thì cũng rất dễ bị chết. Quý vị tuyệt đối không được vứt chân nhang bừa bãi. Đấy, vào thùng rác hoặc là vào những nơi ô uế, hoặc là vứt ra đường thì cũng tuyệt đối cấm nhé, không nên. Bên cạnh đó, trong quá trình bốc lại bát hương ấy, tỉa chân nhang ấy, thì quý vị cũng nên giữ lại nhá. Mỗi một bát hương quý vị giữ lại 3 hoặc là 5 chân nhang, tốt nhất là 5 chân nhang nhé. Giữ lại 5 chân nhang, bát nào thì cắm vào bát ấy. Đó, vị bát thần linh bốc xong cũng đặt riêng ra một chỗ, đặt ở giữa. Gia tiên thì đặt bên phải và bát bà công mãnh đặt bên trái. Xong thì chúng ta bốc lại xong, chúng ta lấy đúng cái chân nhang chúng ta cắm vào. Đó, để gì? Mang lại cái sự may mắn và tài lộc cho gia chủ. Tuyệt đối không nên đốt hết chân nhang nhé, không nên hóa hết chân nhang nhé, mà quý vị nên giữ lại 5 chân nhang, tốt nhất là 5 cái để được bình an và may mắn. Đó. Thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra là gì? Vậy thì bao sái tỉa chân nhang lau dọn bàn thờ thế nào thì không bị phạm phải cái điều cay kiêng kỵ trong tâm linh? Thưa quý vị, thì để không phạm phải những cái điều kiêng kỵ thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải biết được những cái điều kiêng kỵ khi mà bao sái cho ban thờ. Đấy. Khi mà bao sái ban thờ, nếu mà bình thường thì quý vị cũng không nên là di chuyển bát hương, tùy ý. Người xưa quan niệm rằng nếu mà di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ bị dịch chuyển sang cái hướng xấu và dễ gây cái xui xẻo cho gia chủ. Cái điều này có nghĩa là gì? Cái lòng thành của các bạn cũng không được thần linh chứng giám, gây ra những cái điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến cái vận mệnh của gia chủ. Vì vậy, khi mà lau dọn bàn thờ thì chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không nên tự ý động chạm. Nếu như mà quý vị không có ý định tỉa chân nhang, không có ý định thay tro hoặc là không có ý định nạp cốt, thì tốt nhất là nên để bát hương yên. Đó. Còn nếu như mà gia chủ muốn lau dọn bát hương sạch sẽ hơn, đấy, thì quý vị cũng cần phải làm đúng cách đó. Quy trình lau bát hương có thể xê dịch chút ít thì gia chủ cũng gì không nên quá lo sợ, mà hãy cứ bình tĩnh làm. Nhưng mà cũng không nên bê bát hương khỏi cái vị trí ăn vị nếu mà quý vị chỉ lau thôi. Còn nếu mà quý vị mà muốn lau sạch sẽ và tỉa chân nhang hàng tháng ấy, thì quý vị cũng có thể nhấc bát hương đặt ra chỗ khác để mà lau cho được gì sạch sẽ hơn. Tại vì cái bát hương nhiều gia đình để rất là sâu đấy, để kèm theo cái lư đồng ở trước nữa và phải trèo lên để với, thì cái việc lau dọn đó nó cũng sẽ không được gì, không được sạch sẽ và không được chỉnh chu. Chúng ta làm như thế vậy để chỉ làm cho có thôi, đúng không? Vì vậy nếu mà muốn lau sạch sẽ thì tốt nhất là gì, hãy nhấc bát hương ra và bao sái lau dọn sạch sẽ. Sau khi bao sái sạch sẽ xong thì quý vị hãy bày lại các bài vị, nói chung là đặt những cái vật lấy ở đâu thì đặt đúng vị trí đó. Khi mà quý vị lấy đồ ra thì quý vị lấy từ trước đợi ra sau, và khi quý vị lấy đặt vào thì đặt từ đằng sau ra đằng trước, từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới, để thể hiện cái tôn tư, cái trật tự đó. Thưa quý vị, khi mà hương đầy thì người ta thường tỉa và đổ bớt chân hương. Cái việc này nó không hề đơn giản, vì tỉa chân hương sai cách có thể sẽ khiến cho tài lộc bị tiêu tán.
Cách đúng nhất khi tỉa chén hương là tuyệt đối không được lấy ra hết, mà quý vị phải để lại 3 hoặc là 5 hoặc là 7 cái chén hương. Đặc biệt cũng không được vứt chén hương bừa bãi, vì người xưa quan niệm là như thế sẽ bị hao tốn về tiền bạc. Ở chén hương tỉa ra thường được đốt và tất cả các tro đều được thả xuống sông, ao hồ hoặc là bón cho cây, không nên đổ lung tung. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được bỏ chén hương ở những cái nơi bẩn. Làm như vậy sẽ phạm phải những cái điều xấu. Trong trường hợp bát hương đẩy cho thì dùng thìa nhỏ để xúc từng thìa đổ bớt ra ngoài. Tối kỵ rút chén hương theo từng nắm rồi cầm bát hương đổ cho bừa bãi ra ngoài. Bởi người xưa quan niệm làm như vậy thì rất dễ bị tán tài tán lộc. Lau bát hương bằng cách là giữ cố định, lấy khăn ẩm nhúng rượu gừng ấy, hoặc là quý vị sẽ sử dụng cái nước nhất tâm hương, dùng cái khăn sạch, dùng khăn sạch khăn mới để lau, được kèm với chai nước nhất tâm hương ấy, để lau dọn bàn thờ đấy, để cho gì bàn thờ được thơm tho sạch sẽ. Nếu không biết lễ thì quý vị cần phải nhờ người hiểu biết về tâm linh. Còn khi mà quý vị không biết thờ cúng thế nào thì có thể là sử dụng cái quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư. Trong này có 77 bài văn khấn, bao gồm những bài văn khấn là lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang, cũng như là lễ cúng ông công ông táo, lễ cúng 30 Tết, ngày 30 tháng Chạp ấy. 30 tháng Chạp mời các cụ về ăn, cũng như là lễ ra tạ mộ, tạ thần, vân vân. Bên cạnh đó thì trong này cũng đầy đủ các bài khấn về cúng giao thừa, cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết và cái lễ hóa vàng mã, cúng rằm tháng Giêng, cũng như tất tần tật các lễ cúng đi đình đền miếu phủ chùa chiền mà quý vị có thể là tham khảo thêm. Đó. Thì với cái 77 bài văn khấn này, hầu hết nó đã đầy đủ tất cả những cái bài văn khấn mà quý vị cần dùng trong tất cả các dịp lễ Tết Dỗ Chạp hàng năm. Đó. Giúp cho việc thờ cúng nó được gì? Chuẩn chỉ và quý vị không còn phải lo lắng lo sợ nữa. Thưa quý vị, trong cái dịp cuối năm nếu mà quý vị muốn thay cái bát hương mới ấy, muốn thay bát hương mới làm ăn được hoặc là chuyển nhà muốn thay bát hương mới thì quý vị cũng cần phải gì có một cái nghi thức gọi là giải xá cái bát hương cũ đi. Đó. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cách giải xá bát hương cũ và bốc lại bát hương mới. Quý vị cũng cần phải sắm bát hương phù hợp với cái kích cỡ với cái kích thước ban thờ. Đó. Quý vị nên dùng rơm nếp để đốt cho, dùng cho nếp để bốc bát hương, không nên gì dùng cát để bốc nhau. Đó, quý vị cũng đổ bình thường nữa, cũng không nên nén chặt quá, vì chặt quá thì chân hương ban đầu thì dễ cắm nhưng sau này rất khó cắm. Đó. Khi quý vị bốc bát hương xong ấy thì cũng cần phải là gì làm cái nghi lễ, có thể là gì sử dụng một cái trầm để kèm theo trong gói thất bảo ấy. Đây cái trầm quý vị cắm vào giữa bát hương để xông cái bát hương để tẩy uế cho bát hương. Quý vị lưu ý này, trong cái cây trầm nó có một cái lỗ này, đúng không ạ? Và nếu mà quý vị đặt thẳng trực tiếp cái nụ trầm vào cái tro ấy thì nó sẽ rất dễ bị hóa bát hương. Đấy. Vì thế mà quý vị sẽ sử dụng một nhúm gạo vàng thần tài, chúng ta đặt chỗ che kín, phủ kín bề mặt tro ở một cái chỗ giữa mà chúng ta đặt cái trầm ấy. Sau đó chúng ta đặt trầm lên để gì? Để xông nhá. Không thì bát hương sẽ rất dễ bị hóa. Quý vị nên nhớ như vậy. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái không gian thờ cúng ấy, của mỗi gia đình ấy, thì cái bát hương luôn luôn là vật linh thiêng nhất, là nơi đại diện cho cái linh hồn của những bậc tiền nhân. Bát hương đóng một cái vai trò quan trọng hàng đầu trong cái bàn thờ, đó là nơi để gia chủ thắp hương tưởng nhớ và cầu nguyện, thể hiện cái lòng biết ơn thành kính, hướng hồi về cội nguồn, gửi niềm tin vào cái cõi vĩnh hằng mà chúng ta thường quan niệm là nơi có thần linh và tổ tiên ăn nghỉ. Vậy thì trên bàn thờ gia tiên thì thường đặt bao nhiêu bát hương? Và vị trí đặt bát hương thế nào cho đúng để không phạm phải những cái sai lầm, những cái đại kỵ trong tâm linh? Và đây là cái câu hỏi được rất nhiều gia chủ thắc mắc đó khi mà gì cúng bái tổ tiên. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng chia sẻ luôn cùng quý vị và các bạn về cái ý nghĩa của bát hương trong thờ cúng và trên bàn thờ thì chúng ta nên đặt mấy bát hương. Thưa quý vị, từ xa xưa thì bát hương luôn là cái vật linh thiêng và gắn bó với cái tâm thức của người Việt, với cái ý nghĩa quan trọng trong cái tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, thờ cúng tổ tiên ấy. Trong cái việc thực hiện với cái tấm lòng thành kính và biết ơn của con cháu, bát hương như đại diện cho cái lời mời gọi đấng thần linh của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi ngự, là nơi giáng, là nơi ngự của các bậc tổ tiên, của thần linh và
nguồn cội. Chỉ một nén hương thơm cũng đủ bày tỏ cái lòng biết ơn, thành lòng thành kính của con cháu. Người xưa quan niệm rằng qua cái cách trưng bày trên bàn thờ thì bát hương có thể đánh giá cái gia cảnh, cái sự quan tâm và thành khẩn của gia chủ. Bàn thờ đầy đủ các vật phẩm thờ cúng được bố trí gọn gàng sạch sẽ, thu hút cái vượng khí tiền tài êm ấm cho gia đình. Vì thế gia chủ cần quan tâm đến cái việc thay chân hương sao cho cái bàn thờ nó luôn được sạch sẽ, thông thoáng, nhất là những nén hương nghi ngút khói, vừa thể hiện cái sự thành tâm với ông bà tổ tiên, vừa thể hiện cái mong muốn về cái cuộc sống được tốt đẹp hơn, hướng thiện hơn. Không những thế, cái mùi hương thoang thoảng nó còn giúp cho tâm hồn con người được thanh lọc, được thanh tịnh và tịnh tâm hơn rất nhiều. Vậy thì trên bàn thờ thường thờ những ai và thờ mấy bát hương? Thưa quý vị, chúng ta biết tài lộc của mỗi người được chia ra làm nhiều cái nguồn khác nhau. Như lộc từ gia tiên này, tức là từ mộ phần, từ mồ mả đấy. Hoặc là gì? Từ ông bà tổ tiên để lại. Thứ hai là lộc từ đất cát, thì tức là gì? Tức là nhờ cái lộc từ đất đó, đúng không ạ? Hoặc là cái lộc thứ ba là lộc từ bản mệnh, tức là lộc từ người hợp mệnh với mình. Thì ngoài ra ấy, người có lộc từ tiên, Phật, Thánh đấy cũng là một cái lộc mà hết sức là lớn. Đó là cái lý do để giải thích rằng nhiều người không có học vấn, không có học giỏi mà vẫn giàu có, vẫn được ăn lộc nhờ thờ cúng Phật âm. Từ đó người xưa quan niệm trong cái việc thờ cúng ấy, cũng như là cái bài trí ban thờ có thể chia ra làm 3 cấp bậc dưới đây. Một là thờ Phật, thì nhiều gia đình vẫn thường thờ Phật để cầu mong cái sự bình an đến với gia chủ, hóa giải mọi cái tai ương hướng về cái cõi niết bàn. Thứ hai là thờ thần, bao gồm các vị thần giúp cho mỗi gia đình được an yên, như là thổ công, đúng không ạ? Long Bạch Tôn Thần, Phúc Đức Chính Thần, Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần và các vị thần linh đó. Thứ ba là thờ gia tiên. Thờ gia tiên, thờ tiền tổ chính là thờ những người đã khuất, thế hệ đi trước trong gia đình, trong dòng họ nhà mình. Thờ gia tiên là cái tập tục đã có từ lâu, là làm nên cái nét đẹp văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn cho con dân của chúng ta. Thì ngoài ra ấy, nó còn mang cái ý nghĩa là bày tỏ cái tâm nguyện nhận được cái sự phù trợ, che chở, bảo vệ của các thành viên trong gia đình, cho con cháu. Vì vậy cái việc thờ phụng được trọn vẹn, mỗi gia đình nên có ít nhất là gì? Trên bàn thờ thường có 1, 2 hoặc 3 bát hương. Đấy. Vậy thì bàn thờ gia tiên nên có mấy bát hương là hợp lý nhất trong một gia đình? Thông thường thì cái việc thờ cúng các quan thần linh, thổ công, thổ địa, long mạch, tôn thần, táo quân và cái thần ngũ phương, ngũ thổ, long thần ấy, vân vân. Sau đó là đến thờ gia tiên, ông bà cụ kỵ, bà cô, ông mãnh. Đó. Vì thế trên bàn thờ thì thường có là gì? Nếu mà bát thờ, quý vị thờ hai bàn thờ thì thường là gì? Thờ ban thờ Phật và ban thờ gia tiên, ban thờ thần linh. Quý vị lưu ý nhá, trong khi mà thờ Phật và thờ thần linh ấy, thì cũng tuyệt đối không nên là đặt ban thờ Phật cùng với ban thờ thần linh. Vì là chúng ta ấy, khi mà cúng ông bà tổ tiên, cúng thần linh thì chúng ta vẫn thường cúng cái lễ mặn, mà Phật thì là cúng chay. Đó. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Và trên ban thờ gia tiên ấy, thì trong văn hóa tâm linh của người Việt trong những năm lại đây thì thường là thờ ba bát hương. Bát to nhất ở giữa, cao nhất, to nhất chính là thờ các quan thần linh. Nói chung ấy, bát hương khi chúng ta đứng bên phải nhìn vào ấy, thì ở bên tay phải này, như tử thông chỉ này, đó chính là bát hương thờ gia tiên. Và bát hương bên trái là bát hương thờ bà cô ông mãnh. Đó. Thì cái quan trọng nhất là trong ba bát hương ấy, thì khi mở thắp hương, khi mở dâng cúng thì quý vị cần lưu ý là trong bát hương thì phải có cốt, quý vị lưu ý nhé, luôn có cốt thất bảo thì bát hương mới được linh ứng, lời nguyện cầu mới được thể hiện. Đấy. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái việc tỉa chân nhang, lau dọn ban thờ cũng như là cách sắp xếp ban thờ cho được đúng chuẩn để mang lại cái may mắn và tài lộc cho gia chủ. Thì đó là những tuổi nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, xưa ông bà ta vẫn nói, đúng không? Tậu trâu lấy vợ làm nhà, cả ba việc ấy đều là khó thay. Thì cái việc tậu trâu cưới vợ hay làm nhà ấy, nó là một trong những cái ba cái việc lớn của đời người. Đó. Mà khi mà chọn được cái thời điểm tốt, cái thời gian tốt thì mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi, nó sẽ chiêu mời cái cát khí, đúng không ạ? Và sẽ mang lại cái may mắn, cái hạnh phúc cho gia đình. Khi mà chúng ta mà chọn sai cái thời điểm ấy, như là bị phạm kim lâu hoang ốc tam tai, mà chúng ta dựng vợ gả chồng hoặc là tậu trâu cưới vợ xây nhà, thì nó sẽ gây ra những cái nguy hiểm, nó sẽ gây ra những cái hung họa cho cái gia chủ và gì khiến cho công việc làm ăn của chúng ta nó sẽ không gặp được cái may mắn. Đó.
Và với những tuổi mà bị phạm kim đâu hoang ốc hay là tam tai thì muốn xây nhà chúng ta làm thế nào, thì trong video ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì đầu tiên là gì? Trước khi xét đến việc là xây nhà đúng không ạ? Thì chúng ta cũng cần phải xét xem là cái tuổi đó, các cụ người ta vẫn có 3 tiêu chí đúng không ạ? Một là không phạm kim lâu, hai là không phạm hoang ốc và ba là không phạm tam tai. Thì các bạn biết đấy, kim lâu có nghĩa là lầu vàng đúng không ạ? Khi mà gặp phải cái năm mà kim lâu ấy thì người ta cũng kiêng kỵ cái việc xây nhà. Và trong năm 2024 ấy, năm Giáp Thìn ấy, thì chúng ta sẽ có những cái tuổi sau bị phạm kim lâu. Thì đầu tiên chúng ta phải thống nhất cách tính kim lâu đúng không ạ? Tính kim lâu thì chúng ta lấy cái năm xây nhà, cái năm dựng vợ gả chồng, chúng ta trừ đi cái tuổi của chúng ta và cộng thêm một tuổi mụ. Và gì? Cái số đó được số tuổi là bao nhiêu thì chúng ta cộng liên tiếp hoặc là chúng ta chia 9 lấy phần dư. Nếu mà dư 1, 3, 6, 8 thì là bị phạm kim lâu. Dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 là phạm kim lâu thê, dư 6 là phạm kim lâu tử và dư 8 là phạm kim lâu lục xúc. Đó, chúng ta không có dư 9 đúng không ạ? Vậy thì trong năm 2024, năm Giáp Thìn thì chúng ta sẽ có những tuổi sau đây bị phạm kim lâu. Đầu tiên là tuổi 1954 là tuổi Giáp Ngọ đúng không ạ? 71 tuổi thì chúng ta có 7 cộng 1 là 8 đúng không ạ? Thì là phạm vào kim lâu lục xúc. 1956 là tuổi Bính Thân thì chúng ta có 69 tuổi, 9 cộng 6 là 15, 1 là 6 thì phạm vào kim lâu tử. Đó. 1969 là Kỷ Dậu, 66 12 cộng 1 là 3, phạm vào kim lâu thê. Đó. 1961 là tuổi Tân Sửu là 64 tuổi thì phạm vào kim lâu thân. Đó. 1963 là Quý Mão, 1965 là Ất Tỵ, 1968 là Mậu Thân, 1970 là Canh Tuất, 1972 là Nhâm Tý, 1974 là Giáp Dần, 1977 là Đinh Tỵ, 1979 là Kỷ Mùi, 1983 là Quý Hợi, 1986 là Bính Dần, 1988 là Mậu Thìn, 1990 là Canh Ngọ, 1992 là Nhâm Thân, 1995 là Ất Hợi, 1997 là Đinh Sửu, 1999 là Kỷ Mão, 2001 là Tân Tỵ và 2004 là tuổi Giáp Thân. Thì đây là những tuổi bị phạm kim lâu trong năm 2024, năm giáp thìn đúng không ạ? Vị trí là những tuổi này thì chúng ta cũng không nên xây nhà trong năm 2024. Còn nếu mà muốn xây thì chúng ta phải mượn tuổi để không bị phạm kim lâu, hoang ốc và tam tai. Đó. Thì ở phần tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi đẹp đó. Thì quý vị nên mượn tuổi hợp với mình để làm sao cho mọi việc được hanh thông và thuận lợi. Đó. Tiếp theo, tiêu chí thứ hai để chọn cái việc xây nhà là chúng ta chọn cái tuổi mà không bị phạm vào hoang ốc. Đó. Thì các bạn hoang ốc ấy, thì là một cái nhà hoang đúng không ạ? Khi mà chúng ta làm nhà mà phạm vào cái năm hoang ốc thì cái nhà đó gần như xây xong sẽ không có người ở, nó sẽ trở nên tan hoang và tiêu điều. Hoặc là xây xong ấy, thì thường có những việc đột xuất hoặc là có những cái sự cố bất ngờ mà chúng ta phải rời khỏi căn nhà đó. Thì đó là cái tác hại của hoang ốc. Và hoang ốc thì được tính như sau này, chúng ta dựa vào 6 đúng ngón tay đúng không ạ? Chúng ta đầu tiên là nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục hoang ốc đúng không ạ? Nếu mà rơi vào nhất cát đúng không ạ, tứ tấn tài, nhị nghi thì là làm được đúng không ạ? Còn nếu rơi vào tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc thì chúng ta không làm được. Và với cách tính đó thì chúng ta tính từ 10 đúng không ạ? Đây là bắt đầu từ ngón trỏ này, 10 này, từ đốt đầu tiên này, 10 này, 20, 30, 40, 50, 60 đúng không ạ? Đó, và chúng ta tính này, 10 ví dụ năm những người mà 21 tuổi chúng ta tính 2 đúng không ạ? 20, 21. 21 là tuổi gì? Là tuổi Tân Tỵ chẳng hạn, thì là bị gì? Phạm vào tam địa sát. Đó. Thì các bạn tính tương tự như thế và chúng ta sẽ tìm được ra những tuổi bị phạm vào hoang ốc trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Thì những tuổi phạm hoang ốc trong năm 2024 năm Giáp Thìn bao gồm tuổi sau. Đầu tiên là những người sinh năm 1956 là tuổi Bính Thân đúng không ạ? Bính Thân 56 này, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 thì phạm vào ngũ thọ tử. Đó. Tiếp theo là ông 1959 là Kỷ Hợi đúng không ạ? Là 66 tuổi, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 là bị phạm vào lục hoang ốc đúng không ạ? 1960 là 65 tuổi, 1960 là Canh Tí đấy. 65 tuổi này, 1962 này, 1965 này, 1968 là Mậu Thân, 1969 là Kỷ Dậu, 1971 là Tân Hợi, 1974 là Giáp Dần, 1975 là Ất Mão, 1977 là Đinh Tỵ, 1978 là Mậu Ngọ, 1980 là Canh Thân, 1983 là Quý Hợi, 1984 là Giáp Tý, 1986 là Bính Dần, 1987 là Đinh Mão, 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 1992 là tuổi Nhâm Thân đúng không ạ? À, tuổi Nhâm Thân chúng ta có này, 30 này, 31, 32, 33 đúng không ạ? Thì bị phạm vào lục hoang ốc. Tuổi 1993 là tuổi Quý Dậu, thì 32 tuổi đúng không ạ? Thì bị phạm vào ngũ thọ tử. Tuổi 1995 là tuổi Ất Hợi, 30 tuổi. 30 tuổi thì bị phạm vào tam địa sát. 1996 là Bính Tý, 29 tuổi, 29 này. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 thì bị phạm vào lục hoang ốc. 1998 là tuổi Mậu Dần đúng không ạ? Thì phạm vào 1998 Mậu Dần 27 tuổi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 đúng không ạ? Thì phạm vào tam địa sát. 2001 là Tân Tỵ đúng không ạ? Tân Tỵ 20, 21 cũng bị phạm vào tam địa sát. Đó.
Thì đây là những cái tuổi mà bị phạm vào hoang ốc. Phạm vào hoang ốc trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Vậy nên là những tuổi này thì khi mà muốn xây nhà ấy, thì các bạn để được cát lợi nhất thì các bạn cũng nên mượn những cái tuổi đẹp mà tôi sẽ chia sẻ ở phần sau. Đó. Tiếp theo là cái tiêu chí thứ ba mà chúng ta khi mà xây nhà thì các cụ vẫn kiêng là cái tuổi phạm tam tai, đúng không ạ? À, thưa quý vị, cái tam tai ấy, nó bao gồm cái gì? Thủy tai, hỏa tai và phong tai. Thì cái các cụ vẫn quan niệm ấy, cái năm tam tai đầu tiên là kỵ xây nhà, nó là cái năm kỵ mạnh nhất, đúng không ạ? Còn năm thứ hai là chúng ta nên giữ nguyên cái công việc của mình, năm thứ ba là chúng ta không nên thay đổi công việc nữa. Đó, đó là cái tam tai. Và cái tam tai nó sẽ mang lại những cái điều tai họa cho gia chủ, đúng không? Nó mang đến những cái điều xui xẻo, nó mang đến những điều xui rủi cho cả gia đình. Thì những ai mà gặp năm tam tai ấy, thì thường là cái vận hạn nó sẽ thường là xấu hơn những con giáp khác. Đó. Và năm 2024 năm Giáp Thìn thì là năm thứ 3 tam tai của những tuổi Thân, Tí, Thìn, đúng không ạ? Tuổi Thân, tuổi Tí và tuổi Thìn. Vậy nên là những người tuổi Thân, tuổi Tí, tuổi Thìn cần phải hết sức lưu ý. Vậy nên tuổi Thân, tuổi Tí và tuổi Thìn cần phải hết sức lưu ý trong cái việc xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Và những tuổi Thân, Tí, Thìn thì bao gồm những người sinh năm sau. Đầu tiên là những người sinh năm 1956 là tuổi Bính Thân, 1968 là Mậu Thân, 1980 là Canh Thân, 1992 là Nhâm Thân, đúng không ạ? 1984 là Giáp Tý, 1986 là Bính Tý, 2008 là Mậu Tý, 1960 là tuổi Canh Tý và 1972 là tuổi Nhâm Tý. 2008 còn có gì? Hai, còn 1948. 1948 cũng là tuổi Mậu Tý nhá, thì cũng bị phạm tam tai. Đến tuổi Thìn thì chúng ta có 1964 là Giáp Thìn, 1976 là Bính Thìn, 1988 là Mậu Thìn, 2000 là Canh Thìn và 1952 là tuổi Nhâm Thìn. Đó. Đó là những cái tuổi mà chúng ta bị phạm kim lâu, hoang ốc và tam tai. Vậy thì trong các tuổi này thì tuổi nào sẽ là xấu nhất? À, thưa quý vị, tuổi xấu nhất thì chắc chắn sẽ phải là tuổi Thân, tuổi Tí, tuổi Thìn, đúng không ạ? Tuổi Thân, tuổi Tí, tuổi Thìn. Vì ba tuổi này nếu mà bị phạm tam tai thì chắc chắn là ba tuổi này sẽ bị phạm. Chắc chắn bị phạm rồi, đúng không ạ? Còn có bị phạm thêm kim lâu, hoang ốc nữa không thì chúng ta xin mời quý vị cùng theo dõi. À, thưa quý vị, thì dựa vào cái bảng này thì chúng ta sẽ thấy là có những cái tuổi mà bị phạm cả ba cái kim lâu, hoang ốc và tam tai, đúng không ạ? Phạm kim lâu, hoang ốc và tam tai thì nó rất là xấu. Thì đó là những tuổi nào? Bây giờ chúng ta xem này, thì chúng ta chắc chắn là những người tuổi Thân, Tí, Thìn, đúng không ạ? Những tuổi Thân đầu tiên là tuổi 1956 Bính Thân, đúng không ạ? 1956 Bính Thân này là 69 tuổi, bị phạm kim lâu này, đúng không ạ? Bị phạm gì? Hoang ốc này và bị phạm cả tam tai. Vậy nên tuổi Bính Thân là một trong những tuổi xấu mà gì? Không nên xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Mà muốn xây thì các bạn phải mượn tuổi, các bác phải mượn tuổi nhé. Tiếp theo là những người sinh năm 1968. 68 là tuổi gì? 1968 là Mậu Thân, là 57 tuổi, đúng không? 1968 là Mậu Thân, là 57 tuổi. Đây, 1968 là Mậu Thân, 57 tuổi. Thì cái tuổi 1968 này cũng vừa bị phạm kim lâu, vừa bị phạm hoang ốc, lại vừa bị phạm tam tai. Số 1 này, 2 này. Tiếp đến là tuổi 1980 Canh Thân. 1980 Canh Thân thì không bị phạm kim lâu, đúng không ạ? Nhưng mà bị phạm vào, có hoang ốc bị phạm, bị phạm vào hoang ốc nhá, thì chỉ bị phạm hoang ốc thôi, đúng không ạ? Tiếp đến là tuổi, tiếp theo ta xét là 1992 là tuổi Nhâm Thân. 1992 là Nhâm Thân thì bị phạm cả gì? Là 33 tuổi, đúng không ạ? Bị phạm vào kim lâu. À, kim lâu đây, 6 là kim lâu lục xúc. À, 1992 là bị phạm vào kim lâu tử nhá, kim lâu tử, đúng không ạ? Và bị phạm vào hoang ốc, có phạm không? 1992 là 33 tuổi, đây phạm hoang ốc là 33 này, 30, 31, 31, 32, 33 là phạm vào lục hoang ốc. Như vậy là gì? Tuổi 1992 cũng là cái tuổi xấu thứ 3. Đó. Tiếp đến này, tuổi 1984. 1984 thì sẽ không bị phạm vào kim lâu, đúng không ạ? Chỉ phạm hoang ốc thôi. 1996 là Bính Tý chắc không phạm này. Đó. Và thì cuối cùng chúng ta xét tuổi 2004. 2004 là tuổi ấy. 2004 là tuổi Giáp Thân. Giáp Thân thì trong năm 2024 ấy cũng bị phạm vào gì? Cả kim lâu, cả hoang ốc và cả tam tai. Đây là tuổi thứ 4. Đó. Như vậy là gì? Xét về cái năm 2024 ấy thì chúng ta có 4 tuổi cực kỳ xấu. Có 4 tuổi cực kỳ xấu bị phạm cả kim lâu, cả hoang ốc và cả tam tai nữa. Đó. Nên là những tuổi này cần phải hạn tuyệt đối là không nên xây nhà. Mà muốn xây các bạn phải mượn những cái tuổi cát lành nhất để cho gì? Mọi việc được hanh thông và thuận lợi. Thì trong những video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi đẹp không bị phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai có thể xây nhà được trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì quý vị hãy tiếp tục theo dõi những video tiếp theo để tìm cho mình những cái tuổi phù hợp nhất, để nếu mà bị phạm một trong các yếu tố này hoặc là cả ba thì các bạn có thể mượn những tuổi đó để gì xây nhà cho được thuận lợi và may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.